bằng tiến sĩ luật của ông Tô Lâm, một minh chứng cho nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thối nát. Khi ông Vương Tuấn Việt, tức Thượng tọa Thích Trân Quang, bị lộ chân tướng về học vấn, dư luận xã hội đã lên tiếng mạnh mẽ, với hy vọng làm rõ những tất khuất trong nền giáo dục của nước nhà, để từ đó có được một nền giáo dục trong sạch. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, cả Bộ Giáo dục và Bộ Máy Chính quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam đều không có thiện chí tẩy sạch những ung nhọt của giáo dục này. Trước đây, vụ mua bán văn bằng của Đại học Đông Đô bị lộ tẩy, bị phơi bày trên mặt báo chí, sai phạm rành rành. Tuy nhiên, cái gốc của vấn đề vẫn không bị xử lý, mà chỉ xử lý những kẻ thừa hành tại Đại học Đông Đô như hiệu trưởng và các phó, hiệu phó và các nhân viên ở đây. Cái gốc của vấn đề là những thế lực đen trong chính quyền đứng đằng sau chi phối bằng quan hệ và bằng cả chính sách. Những kẻ này là ai, cách thức chi phối và điều khiển hệ thống như thế nào thì không hề bị đụng đến. Thậm chí có những kẻ bỏ tiền mua bằng của Đại học Đông Đô là ai, chính quyền cũng làm ngơ, không công bố cho người dân được biết. Điều này cũng giống như việc xử lý mại dâm, chỉ bắt kẻ bán dâm mà không truy kẻ mua dâm, nên chẳng thể nào triệt phá cho được. Trong vụ bán bằng Đại học Đông Đô, báo chí chỉ dám úp mở những người mua bằng Đại học Đông Đô là những người có uy tín. Rõ ràng đây là cách nói tránh né, nhưng ai cũng hiểu đấy là những kẻ có chức có quyền. Đại học Đông Đô chỉ là đại học tư thục, không được xếp hạng cao trong hệ thống giáo dục tại Việt Nam. Bằng của Đại học Đông Đô vì thế không được coi trọng. Còn trường Đại học Luật Hà Nội thì lại khác. Đây là trường đầu ngành trên cả nước có uy tín, có bề dày lịch sử và từng giành được nhiều danh hiệu của chính quyền Đảng Cộng sản trao tặng. Vì vậy, bằng cấp của trường này có giá trị hơn Đại học Đông Đô rất nhiều. Có lẽ cũng vì thế mà Đại học Luật Hà Nội là trường được nhiều nhân vật có uy tín chọn mua bằng hay sao? Khi ông Tô Lâm lên làm Tổng Bí Thư với tấm bằng tiến sĩ luật bất minh, khiến cộng đồng mạng trở nên nghi ngờ, phải chăng Đại học Luật Hà Nội là thủ phạm bán bằng tiến sĩ trong Tổng Bí Thư? Có hai lý do khiến người dân nghi ngờ. Thứ nhất, chỉ có Đại học Luật Hà Nội mới là trường cấp bằng tiến sĩ luật. Thứ hai, ông Thích Trân Quang học tiến sĩ thần tốc tại trường này, khiến cho dư luận nghi ngờ về chất lượng bằng cấp của trường. Những điều này dẫn đến suy đoán trường này chính là thủ phạm bán bằng trong Tổng Bí Thư. Với việc có một khách hàng trở thành Tổng Bí Thư, điều đó đồng nghĩa với việc đơn vị bán hàng sẽ được bảo vệ và tiếp tục làm ăn theo cách này. Bởi đơn vị này đã được chính khách hàng đó dùng quyền lực của nhà nước để mà bảo kê tiếp tục làm sai trái. Nền giáo dục bị chính trị hóa cực kỳ nguy hiểm, bởi ở đó không còn có lương trì nữa. Người ta sẵn sàng bán rẻ lương tâm để cấp bằng cho những kẻ không hề đến trường học, không có kiến thức và không có cả ý thức trách nhiệm. Để rồi những kẻ này sử dụng văn bằng đó mà thăng tiến trên chính trường, cuối cùng là thâu tóm quyền lực. Nhìn lại cách hành xử của Tô Lâm trên cương vị là Bộ trưởng Bộ Công an, ông không hề có tinh thần thượng tôn pháp luật. Là người có bằng tiến sĩ luật lại sang tận châu Âu để mà tổ chức bắt cóc người như một chùm tội phạm mafia. Là người có bằng tiến sĩ luật lại cho công an trà đạp lên luật pháp để bắt người tùy tiện mà không cần lệnh của tòa án. Rất nhiều ví dụ với cái hành xử vô pháp vô thiên của ông Tô Lâm khiến người ta nghi ngờ rằng bằng tiến sĩ luật của ông là bằng thật hay bằng giả. Cho dù đó là bằng thật của một trường đại học ngành luật nổi tiếng thì cách hành xử của ông cho thấy ông không hề am hiểu luật pháp. Cách cấp bằng như thế là cực kỳ nguy hiểm cho xã hội và cho đất nước này. Quý vị và các bạn theo dõi chương trình truyền hình tiếp của Thời báo .de với bản tin bằng tiến sĩ luật của Tô Lâm, một minh chứng cho nền giáo dục xã hội chủ nghĩa thối nát. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Tô Thịt 7 phút bắn thông điệp đe dọa Bà Dũng và cảnh cáo từ sàng. Những ngày qua, nhiều tin đồn cho biết sẽ có một chiến dịch long trời lở đất. Lần này, cựu thủ tướng, cựu chủ tịch nước sẽ là người bị cho lên thớt. Nguồn tin nội bộ xác nhận với Thời báo .de tin đồn này. Nếu đây là sự thật, thì có thể nói đây là vụ án lớn chưa từng có từ trước đến nay. Cho tới nay, chỉ có một ủy viên Bộ Chính trị phải bị bắt. Đó là ông Đinh La Thăng.
ngoài ông Thăng chưa có ủy viên Bộ Chính trị nào phải ngồi tù. Nếu Tô Lâm làm được điều này thì cho thấy quyền lực của Tô Lâm đã vượt qua Nguyễn Phú Trọng, đồng thời vượt ông Trọng về mức độ tàn bạo. Có thông tin cho biết ông Trọng trước khi nhắm mắt đã nhắn nhủ Tô Lâm phải bắt Nguyễn Xuân Phúc. Tuy nhiên trước khi mất, ông Trọng rất yếu, liệu ông có đủ minh mẫn để nhắn gửi việc này hay không? Hơn nữa lại gửi gắm tâm tư với một người phản chắc như Tô Lâm. Nếu ông Trọng có ý đồ thịt Nguyễn Xuân Phúc thì ông thừa sức làm khi ông còn sức khỏe mạnh. Bởi tại thời điểm hạ bệ ông Phúc, quyền lực của ông Trọng rất lớn, đủ để cho ông Phúc bị bắt. Tuy nhiên, rất có khả năng ông Tô Lâm chỉ mượn danh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng để danh chính ngôn thuận hốt 7 phúc và đẩy mũi thù sang cho người đã khuất. Từ khi Tô Lâm tạo phản, ông không hành động bất kỳ vấn đề kỳ ai, kể cả Tổng Trọng. Ông chỉ hành động vì lợi ích của bản thân ông và lợi ích của nhóm Hưng Yên, Đông Hương của ông mà thôi. Cho nên nếu cho bắt Nguyễn Xuân Phúc thì Tô Lâm cũng chỉ vì tư thủ và vì lợi ích của bản thân ông ta. Hiện nay có một số nhân vật tứ trụ đã về hưu đang dục dịch nổi lên, có ý đồ muốn giật dây các thế lực khác. Họ không có thực lực để đối đầu với Tô Lâm, nhưng với kinh nghiệm tích lũy được từ nhiều năm trên chính trường, với sự hiểu biết về từng đối thủ, họ sẽ bày mưu tính kế cho những thế lực đương chức để đối bầu với Tô Lâm. Nếu Tô Lâm không ra tay triệt hạ những quan chức về hưu này thì ông cũng khó có thể yên ổn cho được. Sau khi ông Trọng qua đời, ông Nguyễn Tấn Dũng đã ra mặt đi kết nối nhiều nơi. Ông Dũng vốn là quân sư của Thủ tướng Phạm Minh Chính, giờ dùng uy tín để kết nối nhiều thế lực khác nhau cũng là gây ra một bất lợi không nhỏ với nhóm Hưng Yên của Tô Lâm. Ngoài ông Nguyễn Tấn Dũng thì ông Tư Sang, tức ông Trương Tấn Sang, cũng rất năng nổ giúp nhóm Hà Tĩnh chiến đấu với các nhóm khác trên chính trường tại Việt Nam. Nếu có để Tư Sang dùng trò giật dây này mãi, thì nhóm Hưng Yên của Tô Lâm cũng phải vất vả để mà đối phó. Ngoài hai nhân vật miền Nam kể trên, còn có ông Nguyễn Xuân Phúc, ông Vương Đình Huệ, ông Võ Văn Thưởng. Những người này từng lăn lộn ở thượng tầng chính trị, nên rất am hiểu những ngón đòn của các phe phái. Nếu không có cách dàn mặt những người này để buộc họ phải co vòi, thì Tô Lâm sẽ rất vất vả trong thời gian tới. Các nhân vật về hưu cũng đều dính chàm, chắc chắn trong tay Tô Lâm cũng có hồ sơ đen của họ. Tuy nhiên, cần phải đánh vào mắt xích yếu nhất thì mới đem lại kết quả. Từ khi về vườn là người tử tế, Nguyễn Xuân Phúc không ồn ào, không kết nối với các thế lực đương thời như Tư Sang và Ba Dũng. Ấy vậy mà, ông Phúc mới là người bị Tô Lâm đưa vào tầm ngắm, chứ không phải là hai vị kia. Nếu Nguyễn Xuân Phúc sổ khám thì rõ ràng ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Trương Tấn Sang sẽ nhận ra rằng vị trí của ông không còn là bất khả xâm phạm nữa. Cho nên bắt Nguyễn Xuân Phúc sẽ có sức răn đe rất lớn, nhất là đối với hai nhân vật đình đám một thời ở miền Nam. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo.de với bản tin Tô Lâm thịt 7 phút bắn thông điệp đe dọa Ba Dũng và cảnh cáo Tư Sang. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.